Đây là cảnh hoạt động sôi nổi của đội Melia Hà Nội. Cái khuôn mặt rất hăm hở. Những cán bộ từ công đoàn cũng đến phục vụ anh em rất nhiệt tình. Chuyên môn học quần cho anh em à? Đây là đội ngũ diễn viên sau một đội đi ô tô say xỉn. Nào múa đi, múa đi. Anh ạ, em bảo là đi ra ngoài kia. Múa đi, múa đi. Ngủ nghỉ điều hòa thôi. Múa đi cho nó đỡ cũng lên em ơi. Như này nhá, nếu ai mà đây là những giọng ca của Melia. Đây là giọng ca tròn trịa. Đây là Maggie và Tròn Xoay. Ai đây? Đây là Thanh Kim Huệ, giọng ca vàng cải lương giờ đang xỉu xỉu xỉu. Hiếu, phát biểu cảm tưởng trước khi biểu diễn em. Em đang rất say xe và đang rất là mềm. Mà sao em máu thế? Trông mặt vẫn hăm hở lắm. Em đang máu vì là em đang thèm cát xê, không thèm thịt thẳng. Rồi. Cười đi, sao cứ nhăn nhúm này. Thanh Kim Huệ chuyển tư thế, quay mặt từ bên này sang bên kia. Đây là những nam thành viên. Đây là móc cống. Móc cống, móc cống. FC là móc cống gì nữa. Mới học nghề móc cống được 3 hôm. Bảo em nhiều thôi. Tuy nhiên rất thành thục. Giờ phút này anh em mình hòa bình tí đi. Bây giờ Thịnh có tên mới, từ Thịnh Cống thành Thịnh Móc Cống. Mọi người một tràng vỗ tay cho Thịnh Móc Cống. Đúng là mơ chờ. Mơ chờ. Là mõm chó. Ôi, sao bảo Thịnh mõm chó anh? Vớ vẩn, đại già này vớ vẩn quá.